Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Và mọi người hãy join nhóm Telegram để không bỏ lỡ những dự án Aerod đã phân phối token mình có chia sẻ trên kênh Telegram nhé. Trong video hôm nay, mình sẽ nhắn mọi người dự án đến từ Dream, DelphinD. Để tham gia dự án Aerod này thì mọi người cần vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram yêu cầu. Ok, sau khi vào đây mọi người bấm bắt đầu. Tiếp theo mọi người nhập mã captcha cho mình. Rồi bây giờ bấm con tin. Ở đây mọi người bấm submit data. Mọi người join vào kênh group Telegram và kênh channel Telegram, sau đó bấm donate cho mình, bấm tham gia kênh. Và kênh group mọi người chat cho người từ. Rồi sau đó quay trở lại, bấm vào kênh channel Telegram. Bấm tham gia kênh. Rồi quay trở lại. Bây giờ bấm đôn. Ok. Tiếp theo follow Twitter, like và retweet là kênh Twitter. Sau đấy mọi người sẽ gửi profile link kênh Twitter của mọi người. Ở đây bấm theo dõi kênh Twitter này. Sau đó kéo xuống dưới bài đăng. Mọi người like và retweet lại bài Twitter. Cơm chưa? Ở đây có hai bài đăng, mọi người có retweet hết cho mình nhé. Rồi sau đó quay trở lại cho mình. Đang ở trên công trường này. Google. Quay trở lại Aerod. Ở đây một copy profile link kênh Twitter của mọi người gửi vào đây cho mình. Công việc mấy hôm nay làm đã làm chưa? Hay là vẫn nghỉ? Ok, tiếp theo ở đây mọi người join vào kênh channel Telegram. Bấm join, sau đây bấm đôn. Rồi, follow, like và retweet là cái liên kết mọi người xin mời tìm đến dự án. Rồi kéo xuống tìm đến dự án. Trời, thời tiết nó xuống. Ở đây dự án bốn thích này. Retweet là bài đăng. Ok. Sau đó quay trở lại. Ở đây bấm đôn, bấm Z cho mình. Đang ngủ thôi. Rồi. Địa chỉ ví ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví TrueWallet hoặc địa chỉ ví MetaMask, mọi người sẽ dùng mạng Matic Polygon nhá. Ở trên ví TrueWallet thì mọi người sẽ bấm vào ba cái chỗ này. Sau đấy mọi người sẽ tìm cho mình chữ Polygon. Chat xong rồi. Polygon. Sau đấy tích vào dấu xanh này cho mình. Rồi sau khi đó tích xong rồi quay trở lại. Chưa. Kéo xuống dưới. Mọi người copy lại bấm vào đây. Sau đấy mọi người sao chép lại địa chỉ ví. Sau đấy gửi địa chỉ ví vào đây. Telegram này. Nếu như ở trên ví MetaMask thì mọi người cần tích hợp mạng Polygon Matic nhé. Mình sẽ để video hướng dẫn tích hợp mạng Matic Polygon ở trên ví MetaMask dưới phần mô tả cho mọi người. Bấm gửi này. Ok. Tiếp tục join vào kênh group 2. Rồi ở đây join rồi. Ở đây mọi người sẽ bấm Tatic mà cho sư dư. Ok. Với dự án này mọi người sẽ nhận được là 90 token TRD nếu như mọi người nằm trong số là 1.000 người may mắn sẽ nhận token nhé. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án đến từ Dream DelphinDis. Mọi người sẽ nhận được token TRD. Cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video tiếp theo.